Hello anh em nhé, chào mừng anh em đến với channel mình thích làm 1 tỷ và tựa game mình đang chơi tựa game Ngọc Rồng Online. Anh em nhớ like và đăng ký kênh giúp mình để video mình dễ lên xu hướng nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ở đây thì có một bạn mà thì comment là bữa nào làm clip chỉ anh em nạp thẻ cào có nơi đi anh. Thì mình lấy cái con ác này, đây là một con ác là win xây ra bằng phản sát thương ấy, mình đi thì mình sẽ trả lời câu hỏi này. Thì cái video mà mình bạn ấy comment là một cái video mà mình nói về cái vụ mà nạp ngọc ấy, anh em ạ. Thì bây giờ nạp ngọc thì mình nói thẳng ra ấy, nếu mà anh em nào ấy mà để được từ đầu năm đến cuối năm ấy thì có khi còn lãi được tầm khoảng 30%, hơn 30%. Còn nếu mà anh em nào mà nạp theo kiểu là vừa nạp vừa bạc vừa bán ấy thì đương nhiên là chỉ lãi được tầm khoảng 10 đến 15% thôi, 15% anh em ạ. Là ổn rồi, là rất ổn rồi, mà anh em biết là nạp ngọc thì nó cũng có rủi ro chứ không phải là không có rủi ro, đúng không? Rất nhiều rủi ro chứ không phải là có rủi ro hay không có rủi ro. Mà cái thứ hai nữa là anh em nạp anh em có bán được không? Đấy, anh em có bán được không hay là lại đi xả, mà đi xả thì còn không bằng gửi ngân hàng. Bây giờ ví dụ như anh em bán mình thì ít nhất mình bán lại mình phải lãi được 5%, đúng không? 5% thì mình bán chứ. Đấy, 5% thì anh em xả cho mình mà tổng là lãi 10%, mà mình lãi 5% rồi thì anh em chỉ còn lãi 5% nữa. Thế thì anh em thèm vào đi nạp làm gì để cho nó mệt người ra. Nạp ngọc này ấy, chỉ là những cái AD người ta nạp vào thôi. Nên đã bảo rồi, nạp ngọc này nó là một cái sản phẩm, gọi là sản phẩm phễu. Sản phẩm phễu để mà bán được những cái khác thôi. Đấy, tức là ví dụ như mình là AD server 5 chẳng hạn ấy, mình là một trong những người AD hiếm hoi ở server mà có ngọc từ đầu năm đến cuối năm mà giá lại là rẻ nhất. Đấy thì nó là một cái sản phẩm vẽ để mình bán những cái thứ khác như là vàng, như là ắc các thứ thôi. Chứ còn với cái số tiền mà mình nạp ngọc như thế, ví dụ như là 400-500 triệu như thế, thì thà mình vào những cái khác, mình làm những cái khác thì có thể nó sẽ lãi hơn. Đấy, hoặc là đơn giản như là anh em bảo là bây giờ mình gửi ngân hàng thôi, là cũng nó cũng được mấy phần trăm rồi, đúng không? Thế cũng rất là ổn rồi. Mình may quá không thiên năng lượng mà vẫn được. Ở đây thì mình có giới thiệu với anh em, lưu ý nhá. Tất cả những clip của mình là hướng đến anh em là một con người văn minh, là một con người có ích cho xã hội, là một con người tốt, là một con người thành công, thành đạt, chứ không phải là có ý gì hoặc là đùa gà hoặc là rủ anh em tham gia những cái vớ vẩn. Để anh em biết được rằng mình không bao giờ hướng anh em đến giống như kiểu là tài xỉu hay chơi bời linh tinh, mà mình vẫn bảo anh em là cố gắng đi làm tiết kiệm. Coi như là khổ vài năm, nhục vài năm đi, rồi có tiền, rồi có lãi ngân hàng rồi, thì lúc đó thì có thể sống một cuộc sống nó thảnh thơi hơn rất nhiều, đúng không? Thì ở đây là mình muốn giới thiệu anh em về, tất nhiên là anh em sau này cũng sẽ phải biết thôi. Mình muốn giới thiệu anh em một cái nhận định thôi, một cái nhận định của mình, nó mang tính vô cùng là chủ quan của mình thôi, chứ không biết được rằng nó như nào, mình không phải thật đồng đâu mà đoán được. Đó là anh em có thể thấy là cái thị trường chứng khoán ở Việt Nam ấy, nó đang rất là sơ khai, nó gọi là vẫn còn sơ khai, giống như kiểu là bất động sản của 10 năm trước ấy. Nó vẫn còn rất sơ khai. Đấy, nhưng mà anh em đừng kỳ vọng rằng 10 năm sau là thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thay đổi nhiều, nó sẽ lên thế này lên thế kia. Đấy, anh em có thể thấy này, VN Direct ngày hôm nay là ngày thứ năm, ngày 12 tháng 10, và VN Direct đang ở mốc là 1.151 điểm. Tức là đây là chỉ số chung của thị trường. Là như vậy. Thì xem một chút về vĩ mô thì anh em có thể thấy là tình hình thế giới đang rất là khủng hoảng. Thứ nhất là chiến tranh, thứ hai là dịch Covid vừa mới đi qua, và thứ ba là anh em cũng biết được rằng là rất là nhiều doanh nghiệp đợt vừa rồi là đứt, bởi vì dịch Covid phong tỏa tất cả các thứ nên là đợt vừa rồi rất nhiều doanh nghiệp đứt, mà đến bây giờ vẫn còn bị ảnh hưởng rất nhiều. Mặc dù dịch Covid đã qua đi rất là nhiều, mà nó còn vô vàn loại dịch mới. Đấy, nhưng mà đấy nó chỉ là một phần thôi. Phần nữa nó là bây giờ đang chiến tranh rất là ghê gớm. Anh em có thể thấy là tình hình đang ở bên Ukraine cũng đang rất là khó khăn rồi. Thì những 2 năm trước thì anh em cũng biết được rằng từ 2 năm trước rồi, nhưng bây giờ lại thêm nữa anh em ạ, lại chiến tranh nữa. Thì anh em cũng biết rồi đúng không? Thế mình không muốn, chắc anh em xem bài báo thứ mà đợt này nó chiến tranh nó còn mạnh hơn cả Ukraine với cả Nga luôn. Thế nên là kinh tế thế giới nó sẽ bị ảnh hưởng. Lúc đó nguồn cung dầu khí nó sẽ hiếm đi và giá dầu sẽ tăng lên, thì lạm phát lại quay trở lại một lần nữa. Vừa mới phục hồi xong, chưa phục hồi được luôn, nhưng mà bây giờ lại chiến tranh lại như thế, thì chắc chắn rằng là sẽ kinh tế lại khó khăn. Và khi mà kinh tế khó khăn như này, nó sẽ là cái điểm vàng để cho anh em đầu tư kinh doanh. Kinh doanh thì mình không dám nói, nhưng mà đầu tư anh em ạ. Kinh doanh thì mình không nói, nhưng mà đây là đầu tư, thời điểm vàng để đầu tư. Nếu anh em mà có nền tảng, ví dụ như mình nhá, đã có nền tảng kinh doanh rồi, mình bao nhiêu năm tháng mình buôn bán này rồi, thì mình vẫn tiếp tục mình kinh doanh thì đương nhiên, đúng không? Nhưng mà nếu anh em chưa có nền tảng kinh doanh thì thời điểm này kinh doanh rất khó khăn, anh em không nên kinh doanh, mà thay vào đó anh em nên chấp nhoáng cơ hội mua những tài sản giá rẻ. Và bất động sản thì nó là hết thời rồi, mình không nói, nhưng mà ở đây nó là chứng khoán, anh em nên tìm hiểu, bây giờ tìm hiểu càng sớm càng tốt, sau này anh em còn
nhiều cơ hội nữa. Thế nhưng mà tìm hiểu càng sớm càng tốt. Anh em có thể thấy là giá đô bây giờ đang lên rất là cao, 24.400 năm 445 đồng, tức là gần 24.500 ấy, tức là gần như thế. Và cái giá đô này nó cao bằng với cả cái đỉnh điểm của nền kinh tế năm 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 ngoái, là đỉnh điểm của suy thoái kinh tế, cũng như là đáy của VN Direct chạm về là 900. Vậy nên đây nó cũng sẽ là một cái cơ hội rất lớn để cho anh em chớp nhoáng. Anh em cũng biết rằng là đây, anh em cũng biết rằng là khối ngoại hôm nay bán dòng rất là lớn anh em. Khối ngoại tổng bán dòng ngày hôm nay ấy là 1.400 tỷ và mua vào chỉ hơn 700 tỷ thôi. Tức là đã là bán là 659 tỷ Việt Nam đồng ở thị trường Việt Nam. Anh em biết tại sao không? Bởi vì là đô tăng, anh em nhìn đô tăng thì cái ví dụ như trước đây nó có 1 đô chẳng hạn, nó đổi được ra 23.000 Việt Nam đồng và nó bắt đầu chơi chứng khoán Việt Nam, bắt đầu đầu tư chứng khoán Việt Nam. Nhưng sau này đã lỗ ở thị trường chứng khoán Việt Nam rồi mà mình không cần biết lỗ hay lãi, ví dụ như lỗ hoặc lãi thì, nhưng mà sau này nó mất những 24.500 để mà đổi được ngược lại 1 đô nữa, đúng không? Anh em có 1 đô anh em đổi được có 23.000, thế là rồi anh em lại mất những 24.000 để đổi được ngược lại 1 đô nữa, tự nhiên anh em mất mấy phần trăm luôn, nạp vào rút ra mất mấy phần trăm luôn, đúng không? Thế nên là nó rút tiền về là cũng hợp lý thôi, với cả nền kinh tế bây giờ đang rất là khó khăn. Vậy nên nếu mà anh em nào muốn kinh doanh thì mình nghĩ là nó là khó khăn từ những cái ý tưởng như là trà sữa rồi buôn bán này buôn bán kia. Nếu anh em có nền tảng sẵn từ đầu nhá, đang có nền tảng rồi thì vô tư, như mình này đang buôn bán rồi thì vô tư thôi. Nhưng mà anh em nào mà chưa chưa có một cái gì cả bây giờ bắt đầu thì mình nghĩ là không nên anh em ạ, không nên. Vậy nên là mình nghĩ là anh em nếu mà muốn ấy, thì nên tìm hiểu về thị trường chứng khoán Việt Nam. Và ở video này thì mình sẽ khuyến nghị anh em, đây là mình chỉ nói rất là chủ quan của bản thân mình thôi nhé, và mình sẽ khuyến nghị anh em là nếu thị trường chứng khoán Việt Nam mà tiến về vùng khoảng 1.000 ấy, thì anh em nên gom đấy, tiến về vùng dưới 1.000 ấy, tầm 1.000 đến dưới 1.000 ấy, thì nên mua. Đương nhiên là có thể nó sập xuống 800 luôn, có cũng rất có thể luôn, nhưng mà mua vùng 1.000 là hợp lý rồi, không ai mua được đáy mà cũng không ai bán được đỉnh cả, tất nhiên là như thế. Còn nếu anh em đã xác định đầu tư thị trường chứng khoán rồi ấy, thì đừng nghĩ đến việc mà mình sẽ ăn được của người ta, bởi vì là anh em lãi thì phải có người lỗ đấy. Thế nên là anh em đừng nghĩ rằng ăn được của người ta luôn, mà anh em coi như là anh em mua được một món hời mà lúc người ta đang khó khăn, lúc người ta đang khó khăn thì người ta bán rẻ, thì anh em mua được một món hời đến lúc mà người ta hết khó khăn rồi ấy, thì người ta lại mua lại thôi, kiểu như thế, hiểu là như thế thôi, chứ cũng đừng mong rằng là sẽ ăn được của thiên hạ đấy, rất khó luôn. Vậy nên là mình khuyên anh em nếu mà anh em nào muốn kiếm tiền ấy, thì hãy follow kênh này của mình, bởi vì mình không chỉ là chơi game mà mình còn chia sẻ những kiến thức về kinh doanh, về cuộc sống, về xã hội, về học hành, về công ty, về doanh nghiệp, về cách điều hành doanh nghiệp, về cách quản lý nhân sự, rồi rất nhiều thứ. Tuy nhiên mình không phải là một người giỏi, mình cũng công nhận là điều đó, nhưng mình sẽ chia sẻ những cái gì mà mình biết, mình sẽ chia sẻ những cái gì mà thật lòng nhất của bản thân mình hướng đến anh em, hy vọng rằng là sẽ giúp ích được anh em một phần trong cái cuộc sống của mình. Và tất nhiên anh em thì bây giờ là giới trẻ mà sẽ giỏi hơn mình rất nhiều, mình thì cũng có tuổi rồi, năm nay cũng 23 tuổi rồi, không phải trẻ như anh em nữa. Vậy nên anh em sẽ giỏi hơn mình rất nhiều, bởi vì giới trẻ cái gì cũng hơn mình. Như mình nghĩ rằng là kinh nghiệm thì mình cũng sẽ có một chút và cũng sẽ giúp ích được cho anh em. Thì nếu anh em yêu quý thì hãy follow kênh này của mình. Thì lần những video lần sau anh em mà muốn tư vấn các vấn đề gì về tình yêu, cuộc sống, học hành, cách quản lý doanh nghiệp, quản lý nhân sự, cách kinh doanh, cách đầu tư, nói chung tất cả những cái thứ gì mà anh em có thể nghĩ được ở trong cuộc sống thì hãy cứ comment bên dưới, mình sẽ làm video để trả lời nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều đã ủng hộ kênh mình. Xin chào và hẹn gặp lại.